Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý. À, con người đã tiến một bước gần hơn đến việc sử dụng các cái thiết bị điện tử mà không cần sạc pin. Bởi vì công ty công nghệ Beltavolts có trụ sở tại Trung Quốc gần đây đã giới thiệu một loại pin có thời gian hoạt động liên tục lên đến 50 năm mà không cần phải sạc lại. Với kích cỡ nhỏ hơn một đồng xu, loại pin có tên là BV100 được phát triển dựa trên cơ chế phân giã đồng vị phóng xạ nickel 63, thành chất không phát phóng xạ. Quá trình phân giã liên tục này giúp tạo ra nguồn điện và cung cấp năng lượng cho pin. Công ty Beltavon khẳng định là pin BV100 thì an toàn cho người dùng, bởi sản phẩm thì hoàn toàn không bị do gì phóng xạ kể cả khi vỏ pin bị hư hại. Pin BV100 hoạt động ổn định trong môi trường có nhiệt độ từ âm 60 độ cho đến 120 độ C song công suất pin hiện tại thì chưa cao, chỉ rơi vào khoảng 100 microwatt. Và công ty hiện có kế hoạch ra mắt phiên bản công suất 1 watt của dòng pin này vào năm 2025. Và công ty này cũng đang thử nghiệm ứng dụng các đồng vị như là chín 90 hay là Promety 147 và đặt mục tiêu phát triển loại pin có tuổi thọ lên đến 230 năm.